đâu. Bắn cái này về để với cái chìm đá là gì không chị? Hả? Có chìm đá gì không? Không. Không trường gì hết, em trường thăm lại hết. Nhóc đang ở nhà ngoại hay đang ở nhà nội Thảo? Thảo ơi, nhóc đang ở nhà nội hay nhà ngoại? Nội xuống đó. À. Mới lắm thì nội đó. À. Mà Thảo nó đi theo đấy. Banh luôn. Giặc như hiếu. Ôi, hai cậu chào đúng bài luôn. Đây, đi này, mày đi, lấy cây dí gà này. Trời ơi, này đi ngon lành này. Vậy nhìn này. Là bay, bà ngoại giết. Rồi, tắt máy sửa cho hãy ở. Tóc mồ rồi đấy. Nó chất, hôm nay nó chất ít. Ừ. Lạnh mấy ngày xong nhà mấy ngày. Hôm trước mà phố mưa to mà ở đây không mưa luôn hả? Có mưa to rồi, mưa được bay. Ngoài phố mưa to. Chứ à, ở Phú Quỳnh nào mưa sau cùng. Lúc mà phố mưa xong còn nóng. Đây mưa chưa kịp rồi. Thấm tấm dưới đất rồi. Hàng xóm Huệ chưa hát karaoke nhỉ? Sáng sớm mở mắt ra đã hát rồi. Giữa trưa mà hát nữa chắc có đập lò đúng không? Bỏ nhà cả ngày đó. Trời thì nó còn nghe nhạc thì hết rồi. Tối nay ngủ đây hay về vậy ạ? Ngủ đây á? Ừ. Ngủ lạnh gì? Ừ. Tất nhiên. Thường về nhà ngủ mà, đây mà về sao nhà mà ngủ. Sao mai lễ thầy? Sao mai lên đi. Thích. Về mà ngủ mấy sưởi. Về nhà ngủ lạnh ấy. Ờ, về nhà ngủ mát mà. Chưa nóng gì, nhà chẳng nóng. Mặc rượu ạ. Mặc áo khoác luôn. Chị về mà mặc áo khoác mà đi ngủ. Ừ.